Ngày xưa có một cô bé tên là Mai sống cùng cha mẹ và chị gái trên núi. Cha của cô bé là người chuyên đánh đuổi thú dữ và yêu quái bảo vệ dân làng, nên cô rất thần tượng cha và muốn được như cha. Canh tươm tất cho cha mẹ chứ. Lần này cha về nhất định em xin cha dạy võ cho em. Chị Mai ơi, em cũng muốn học. Được, cha em học cùng luôn. Hai đứa có học được không? Khó lắm đó nha. Được chứ, được chứ. Mình có thể chữa cho nó không chị? Tội nó quá à. Đưa nó về nhà mình đã. Chị phải nấu cơm cho cha mẹ nữa. Gần trưa rồi. Ba ngày nữa nó có thể bay nhảy lại được rồi. Vậy thì hay quá. Chị Mai giỏi quá à. Ba mẹ chị dạy cho chị hết đó. Biết một chút y thuật sẽ giúp ích cho mình và cho người khác. Em cho chim ăn đi, chị giúp chị Hoa một lát. Chị nấu xong rồi, phần dọn dẹp là của em đó. Dạ. Thật tội nghiệp ông Táo. Quanh năm chỉ toàn củi lửa và nhỏ nồi. Chắc ông nóng lắm. Thầy, ai hắt nước vô ta vậy? Con xin lỗi ông mà. Nhưng ông là ai vậy? Ông là một trong ba ông táo của nhà con đây. Thì ra là vậy. Vì con sợ ông táo bị nóng nên mới đổ nước cho ông má. Con thật là tốt khi lo cho nhà táo chúng ta. Nhưng là thần bếp á thích lửa, vậy nên nước sẽ làm cho chúng ta bị cảm đó. Con hiểu chưa? Dạ, con xin lỗi ông. Con có thể làm gì cho ông không? Ông có thích món gì khác ngoài lửa không? Con muốn tặng quà ta sao? Ông đã giữ lửa cho nhà con được ấm áp và có nhiều bữa ăn ngon trong bao năm qua. Con rất muốn tặng quà để cảm ơn ông. Ta thật vui khi con nghĩ như vậy. Nếu muốn, con có thể tặng cá chép cho ta. Để đến ngày 23 tháng chạp, ta có thể cưỡi cá về trời chầu Ngọc Hoàng. Dạ được ạ. Chiều nay con sẽ đi câu cá chép tặng ông.
Được, được lắm. Vậy ta đi đây. Các con mau ra đón cha đi. Ông Táo nói vậy, nghĩa là cha chúng ta sắp về hả? Các con ơi, cha đã về. Cha, cha đã về. Cha ơi, cha xong việc rồi hả? Cha có mệt không? Cha bắt được hổ dữ rồi hả cha? Cha có bị thương không? Con hổ này mạnh thiệt đó các con ạ. Cha phải đấu với nó đến chiều tối luôn đó. Chú ơi, chú kể cho tụi con nghe về chuyện đánh hổ đi ạ. Hai đứa không thấy cha đi về mệt lắm hay sao? Cha chờ một chút, con lấy nước cho cha uống nha. Được, cha sẽ kể cho các con nghe. Hay quá, hay quá. Thấy rồi, nó chồm lên. Cha nhắm trúng mõm của nó và bấm một cái, con hổ té xuống không kêu được tiếng nào luôn. Wow. Giữa trưa mà ngồi ngoài nắng vậy hả? À, mẹ về rồi. Thắng. Cha đừng lo, con sẽ cố công học giỏi võ nghệ, như vậy bạn yêu quái sẽ không thể làm hại con được. Cha à, ít ra cha hãy dạy con để con theo phụ cha. Một mình cha lỡ gặp bọn chúng quá đông thì phải làm thế nào? Tôi thấy Mai nó nói đúng đó mình. Mình cứ thử dạy nó coi sao. Nếu nó không có năng khiếu á, thì mình cứ cho nó học để thân thể khỏe mạnh thôi cũng được mà. Thôi, cũng được. Vậy cha sẽ dạy cho con rèn luyện sức khỏe vậy. Vậy chú cũng dạy cho con nghe nha. Con cũng muốn học. Thôi, còn giờ á thì mau vào ăn cơm. Chiều mất rồi. Dạ. Cha đã nhầm về con. Mai, con có năng khiếu học võ đó. Còn Mướp, do là con còn quá nhỏ, có khi đợi thêm vài tuổi nữa rồi tập lại xem sao. Trong vườn hoa tìm một cây năm nhà, nằm ở đâu hai cây năm nhà, để ta đèn về nấu canh cho bà. Lè 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 lè. Ai ở đó? Ra mặt đi. Tôi có vợ đó nha. Trời ơi, con thỏ là mình hết hồn. Lại một chú thỏ khác nữa. Biết, con học rất nhanh và giỏi nữa. Con thích học võ đến vậy sao? Dạ, thưa ông. Con cảm thấy những thế võ không xa lạ gì với mình. Vậy là tốt. Con có tài năng như vậy, chắc chắn sẽ làm nên chuyện giúp cha con
đánh đuổi bọn quái vật, giữ bình yên cho dân làng. Mày bị làm sao vậy? Con chim nói đã có chuyện không hay xảy ra rồi. Có một con quái thú gần đây, con phải cẩn thận bé Mai à. Hả? Cha mẹ ơi, không hay rồi, bé Mai nó có chuyện. Con sao vậy? Có chuyện gì? Từ từ nói. Cha, mẹ, lúc nãy con qua đưa quần áo mới may cho nhà bé Mướp thì bà nói Mướp đi hái nấm trong rừng từ chiều chưa thấy về. Cầu mong là đừng có chuyện gì xảy ra với nó. Mình đừng lo lắng quá, có thể thằng bé đi lạc hoặc ngủ quên đâu đó trong rừng. Để tôi đi kiếm nó về, mấy mẹ con ở nhà khóa cửa nẻo cẩn thận. Thưa cha, cha con đi với, có gì con cũng phụ cha. Con đi theo làm gì? Cha đi dạo rừng đêm thường xuyên, con không cần lo. Lúc nãy ông táo nhà mình nói với con có một con quái thú xuất hiện gần đây, cha hãy cho con đi theo để giúp đỡ cha. Thôi vậy thì nguy hiểm quá, con chỉ mới học võ được có vài ngày, làm sao mà hạ được con quái thú mà đòi đi. Mẹ đừng lo, con bắn một mũi tên không trúng thì con bắn 2 mũi, 5 mũi, 10 mũi, với lại con chỉ phụ cha chứ không làm vướng chân cha đâu. Thôi được rồi, mình cứ yên tâm đi, tôi sẽ đưa con theo cho nó học hỏi là chính. Cha con tôi tìm được Mướp á, sẽ về ngay. Vậy thì hai cha con phải cẩn thận đó nha. Dạ, con biết rồi ạ. Em và cha phải nhớ trở về bình an nghe chưa. Chị đã may cho em một cái áo mới màu vàng mà em thích rồi nè. Em cảm ơn chị. Mình chạy nãy giờ chắc xa lắm rồi ha, còn chân tinh kia chắc không đuổi kịp đâu. Mệt quá, phải nghỉ một lát thôi. Người có chạy đằng trời, ta chỉ cần ăn thật 2 người nữa thôi, ta sẽ trở thành bất tử trong trời đất. Mướp ơi, con ở đâu? Mướp! Mướp ơi, em ở đâu? Cái gì vậy? Ý, là cái giả của Mướp. Có một con gì rất lớn đã bắt Mướp đi rồi, cha không thấy dấu chân của nó. Có khi nào Mướp bị ăn thịt rồi không cha? Chít chít chít. Cha ơi, lại xem nè, đây hẳn là dấu hiệu Mướp để lại cho chúng ta biết đường đi theo. Có lẽ đúng đó, cỏ cây chỗ này cũng bị rạp đi. Một con thú lớn như vậy nhất định phải có dấu vết rõ ràng. Theo như cha đoán thì đây hẳn phải là một con trăn hoặc là một con rắn khá lớn. Giờ con núp ở đây, cha sẽ dẫn dụ nó ra. Con vào cứu Mướp, nhớ cẩn thận đó. Dạ, thưa cha, cha cũng phải cẩn thận. Quái, mau ra đi. Hey, hôm nay tự nhiên lại có kẻ nạp mạng, ta sẽ trở thành bất tử. Lại đây, con trăn quái ác kia, hôm nay ta sẽ thu phục ngươi. Ngươi mà đã thua ta, ta là trăn tinh ngàn năm, chưa từng để sống con mồi nào. Mướp, em đâu rồi? Chị Mai, em ở trên này nè, mà cô em dơ.
rồi, chị sẽ bắn đứt dây treo để cứu em. Em không được la to đó. Em có bị thương ở đâu không? À, không chị, nhưng em sợ quá. Chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Con mồi của ta. Cái gì thế này? Con chim chết tiệt. Chẳng tin đâu. Nó chết rồi cha ạ. Mình mau về thôi. Đúng rồi, mau mau đi khỏi đây. Cha đã yếu sức rồi. Thật cảm ơn Mai và gia đình con đã cứu giúp thằng Mướp. Không thì chắc bà cháu chẳng còn được gặp nhau. Bà đừng khách sáo. Gia đình con trước nay đều thương hai bà cháu, coi bà và Mướp như người trong nhà. Hơn nữa, con quái vật đó nếu không trừ diệt sẽ gây họa cho tất cả mọi người. Nhưng anh nhà bị thương như vậy, tôi nghe nói bị trúng hơi độc của Trăng Tinh phải không? Dạ, cũng là chồng con bất cẩn. Để lát con đi nhờ thầy Lan chữa bệnh coi sao. Cảm ơn chị đã cứu em. Em tưởng là không còn được gặp chị nữa rồi. Phải rồi, nhờ mày cũng đến cứu tao nữa. Em nói gì vậy? Đương nhiên chị phải đến cứu em chứ. Nhưng em cũng rất dũng cảm mà. Chị nghĩ con Trăng nó chết thật chưa? Ủa, sao em lại hỏi như vậy? Chúng ta đã ở đó một lúc và nó đâu có động đậy nữa. May mà ta chiếm được hồ nước thật này. Dù bệnh tật thương tích cỡ nào cũng không sao, nhưng ta không muốn phải dựa vào hồ nước này mãi. Ta phải bất tử. Trước hết ta phải trả thù con nhóc hỗn xược đó. Con thật sự rất dũng cảm, mới học võ mà đã cùng cha đi diệt yêu quái. Con không sợ sao? Con cũng sợ, nhưng lúc đó chỉ có một mình cha con chiến đấu. Con muốn giúp cha và cứu Mướp nên con quên cả sợ luôn. Con giỏi lắm. Có điều ta chưa rõ lắm. Ta nghe thổ địa từng nói con Trăng đó đã ngàn năm tuổi, làm sao nó sống dai như vậy được? Con thấy trong hang của nó có rất nhiều xương người và động vật. Con còn nghe Mướp kể là nó ăn thêm hai người nữa là sẽ được bất tử. Ra là vậy. Chú chim này vừa cho ta biết trong hang Trăng Tinh có một hồ nước phải không? Dạ. Vậy là đúng rồi. Đó là hồ nước thần rất hiếm có, chữa được bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Có lẽ con Trăng này đã tu luyện nhờ hồ nước này. Vậy nếu có nước từ hồ này thì cha con sẽ khỏe lại sao? Có thể lắm. Vì ông ấy đã hít phải hơi độc của Trăng Tinh, tuy không gây chết người ngay lập tức, nhưng sẽ làm cho người ta yếu dần mà chết. Mai ơi, con mau lấy khăn và nước cho cha đi con. Dạ.
Đây là dãy cá chép đã quá rồng, con hãy nghiền thành bột cho cha uống. Nó có tác dụng khống chế tà khí yêu ma trong một thời gian ngắn, cha con sẽ cầm cự thêm được vài ngày. Con cảm ơn ông Táo. Chị Hoa đi đâu mà vội vậy? Trời ơi, chị xuống làng tìm thầy Lan chữa bệnh cho cha. Em biết nhà thầy Lan, em sẽ dẫn chị đi ha. Ê, chờ chị với. Ngươi không phải quắt con hổm sược đó, nhưng mùi của ngươi cho ta biết ngươi chính là người nhà của nó. Ta phải bắt ngươi. Con! 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 Chị Hoa! Chị Hoa đâu rồi hả mẹ? Chị con xuống làng tìm thầy Lan chữa trị cho cha rồi. Trời tối thế này, sao mẹ không gọi con đi cùng chị ấy? Mẹ cũng định gọi, mà con bé cứ sốt ruột đi ngay à. Nó nói con bận nấu cơm. Mẹ ơi, lúc nãy ông Táo cho con một ít vảy rồng. Ông Táo nói cha uống vào sẽ cầm cự được mấy ngày. Ông Táo ông tốt bụng quá. Nhưng giá có cách gì trị được hẳn bệnh cho cha con á thì tốt quá. Chị Mai ơi, quay rồi. Chị Hoa bị quái vật chăn tinh bắt đi rồi. Con thấy chị Hoa đi xuống làng tìm thầy Lan, con định chỉ đường cho chị ấy, thì quay lại thấy trăng tinh bác chị Hoa đi rồi. Em nói sao? Chị Hoa bị làm sao? Em nói thật mà, chị Hoa bị trăng tinh bắt đi rồi, trên mắt em nhìn thấy. Mình định làm gì vậy? Tôi phải đi cứu bé Hoa. Cha mẹ hãy để con đi cứu chị Hoa, con sẽ lấy nước thần về chữa bệnh cho cha. Không thể được, chị Hoa con đã bị bắt mất rồi, chẳng lẽ con muốn cha mẹ mất cả con nữa sao? Cha con thì lại đang bệnh như vậy. Nhưng mẹ ơi, còn chị Hoa, ai sẽ cứu chị ấy ngoài con? Chỉ có con và cha biết chỗ trăng tinh thôi. Không được, con không đủ sức để đấu lại trăng tinh. Nếu con đi, mẹ không chấp nhận, chỉ có thể mẹ sẽ mất luôn cả con. Cha con thì đang bị thương, làm sao đây? Hay trong làng coi còn có ai có thể giúp chúng ta được không? Mẹ sẽ đi tìm ngay. Mình, có ai có thể giúp chúng ta không mình? Mình cản con lại đi mình. Có lẽ Mai nói đúng đó mình à. Chúng ta chẳng còn hy vọng nào khác để cứu bé Hoa. Mẹ đừng có lo, con đã diệt được con trăng tinh này một lần, nhờ có nước thần nó mới sống lại. Con tin là lần này con sẽ diệt trừ được nó, đem chị Hoa trở về an toàn, rồi đem nước thần về chữa bệnh cho cha. Cả nhà ta lại vui vẻ như xưa. Cha sẽ để cho con đi, nhưng cha sẽ đi cùng con. Uống vảy rồng khiến cha khỏe hơn nhiều rồi, cha sẽ đi hỗ trợ con. Chị Mai, hay chị cho em theo giúp chị có được không? Nè Mướp, mang chú chim này theo đi, nó rất thông minh, nó sẽ chỉ đường cho dân làng tìm đến chỗ cha con chị. Trăng tinh, cha ta là người diệt yêu quái, em ta có võ công cao cường, sẽ đến đây tiêu diệt ngươi. Mau thả ta ra. Ấy, đây chính là con quát con mà ta muốn tìm. Cha ngươi đã nhiễm hơi độc của ta, sợ rằng đứng lên cũng không nổi nữa. Ta chờ con em của ngươi đến để ăn thịt hai chị em một lúc, vừa trả thù vừa trở nên bất tử. Ngươi sẽ không được như ý đâu. Cứ là hét quả thích đi, khi ta bắt được em ngươi thì các ngươi chẳng còn cơ hội la hét nữa đâu. Có kẻ đã đến đây, phải chăng là cha? Cha có sao không? Cha hơi mệt thôi, chúng ta mau đi tiếp kẻo muộn. Cha ngồi nghỉ một lát đi,
chúng ta đã đi khá lâu rồi. Theo con nhớ thì hang Trăng Tinh không còn xa nữa đâu. Bé Mai, may quá, ta đã tìm được hai cha con rồi. Ta theo ánh lửa mới hiện lên gặp con được. Con chào ông. Xin lỗi ông, con đi gấp mà chưa kịp tạm biệt ông. Ông biết, ông biết. Ông đến để hỏi con về dãy rồng ông đưa, con còn không? Dạ đây thưa ông. Con đã nghiền thành bột và cho vào túi này để cha con uống trên đường đi. Phải lắm. Ta muốn nói là bột dãy rồng cũng chống được hơi độc và làm yêu quái đuối sức. Còn có thể tạt vào Trăng Tinh khi đánh nhào với nó. Thật sao? Con xin cảm ơn ông. Thôi, ta phải trở về coi bếp và bảo vệ nhà cho hai cha con đây. Chúc hai cha con mau trừ được Trăng Tinh. Ông chờ ba cha con trở về nha. Tiếng động đó có phải là Trăng Tinh không? Hình như lúc này đã có con gì đó rình ở đây. Có phải Trăng Tinh không cha? Có thể lắm. Nhưng nếu đúng vậy, tại sao nó không tấn công chúng ta? Khoan đã, hình như cha thấy có gì đó không ổn. Cha, cha có sao không? Cha ơi, cha mau uống hết chỗ này đi. Như vậy, chúng ta không còn dãy rồng để chiến đấu với Trăng Tinh nữa. Cha mau uống đi, sức khỏe cha quan trọng hơn. Con Trăng Tinh thật quá nham hiểm, dằn cái bẫy này cho chúng ta đuối sức trước khi đến nơi. Vậy chính là nó đã nghe lén chúng ta nói chuyện với ông Táo. Nói biết chúng ta có dãy rồng nên không vội tấn công mà làm suy yếu chúng ta. Ai, chúng ta đã khinh địch rồi. Lần trước Trăng Tinh đã khinh thường chúng ta nên đã thất bại. Còn lần này là do chúng ta chủ quan nên giờ mọi việc sẽ khó khăn hơn. Vào hang uống nước ở hồ thần. Các ngươi hãy nhìn kỹ, chị ngươi phải chống đỡ ta đã, chưa phải cố không trượt chân khỏi vách đá. Ngươi ở đâu? Mau ra đây. Muốn bắt được hùm thì phải vào hang hùm. Ngươi có giỏi thì vào đây bắt ta. Mai, mau đến hồ nước đi cha, để con. Cha, cố lên, tỉnh lại đi cha. Đừng con gái. Cha cứu chị Hoa xong sẽ vào phụ con. Trời, mau cứu em Mai đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nắm tay cha đi con. Nhưng mà tảng đá sẽ rơi xuống. Còn em Mai. Thưa cha, khi cha ra hiểu thì con đu qua nắm tay cha. Dạ. Hôm nay ta phải tiêu diệt được ngươi. Ta cũng vậy.
liền nghe. Một, hai, ba. Chú chim này, trời ơi, là bé Mai đó sao? Ông ơi, con diệt được Trăng Tinh nhưng cũng bị nó giết chết rồi. Cái gì? Mai con gái tôi. Ông xem, nếu con chết thế này thì cha mẹ và chị con làm sao sống nổi? Ông có cách nào xin với Ngọc Hoàng cho con được sống lại không? Mình ơi, tôi xin lỗi, tôi chỉ cứu được một đứa bé Mai. Con mình đã... Khoan khoan, mình đừng nói gì dội. Bé Mai đã nhập vào chú chim vàng này, về xin ông Táo cho sống lại. Ông Táo đã đi xin với Ngọc Hoàng rồi, chúng ta hãy chờ xem. Thật hả? Chuyện như vậy, Ngọc Hoàng đã biết gia đình anh chị hiền lành, chuyên diệt yêu quái để giúp người. Bé Mai lại nhân hậu dũng cảm, xả thân cứu mọi người. Nay cho bé Mai được sống lại mỗi năm 9 ngày ở dương gian. Cha mẹ ơi! Chị ơi! Phước ơi! Con đã về đây! Sau đó, cứ đến 29 Tết hàng năm, Mai lại về sống với gia đình 9 ngày. Đến khi gia đình Mai không còn ai, thì cô bé không về nữa, mà chỉ còn một loài cây quanh năm xanh lá. Đến Tết mới nở hoa vàng rực như áo cô bé. Dân gian gọi là hoa mai, họ đem về trồng ở mỗi nhà. Mỗi năm hoa nở sắc vàng tươi, mang nhiều ý nghĩa về sự vui vẻ, may mắn, sum họp gia đình những ngày đầu năm mới. Ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ. Chị tên Tắm, em tên Cám. Mẹ Tắm mất sớm, cha Tắm cũng qua đời sau đó không lâu. Tắm ở chung với dì ghẻ là mẹ Cám. Chị đây, chị nấu đồ ăn sáng cho em và mẹ từ sớm. Chị đang nhặt rau, chị múc cho em luôn rồi đó, em ăn đi. Chị đó, chị đâu có thương gì tôi, chị muốn tôi đói chết chứ chị. Nóng quá à, chị muốn giết tôi sao? Mẹ ơi, mẹ lên đây mà xem nè. Mẹ, chị Tâm muốn giết con, cho con ăn đồ nóng. Sao vậy Tâm? Dạ, con mang thức ăn lên cho em. Thức ăn nóng, ăn thì em phải thổi chứ. Con trả theo với mẹ nữa chứ. Mẹ xử chị ấy giùm con đi. Tắm, con là chị, phải thương yêu giúp đỡ em chứ. Thức ăn nóng, con quạt cho nguội rồi mới đưa cho em ăn. Con đã nấu ăn rồi, con đang làm nhiều việc nữa chưa có xong. Con nói gì sao? Có mấy việc giặt à, rửa chén đi chợ nấu cơm, quét nhà trồng rau đầu mương cày ruộng mà con cũng than thở là sao? Chị lười đó mẹ, phạt chị đi mẹ. Thôi thôi ăn đi. Còn con Tắm, sao chưa chịu đi chăn trâu nữa? Dạ. Các em thật là hạnh phúc. Dạ mà mẹ chị còn sống. Được rồi, chị hiểu rồi. Nè, giờ tới lượt em ha. À, chị thấy
Ở gần đình làng có nhiều cỏ xanh, chúng ta cùng đi nào. Nóng quá à, chị muốn giết tôi sao? Sao vậy Tắm? Dạ. Con là chị, phải thương yêu giúp đỡ em chứ. Ôi, đẹp quá. Ôi, đẹp quá. Mẹ, cho con đi mẹ. Tại vì hai con á cứ thích hơn thua việc ở trong nhà, mẹ sẽ xem ai làm tốt hơn, người làm tốt sẽ được thưởng yếm đỏ. Thật hả gì? Đúng vậy. Hai đứa đi xúc tép cho mẹ, chiều nay mẹ kiểm tra xem ai xúc được nhiều tép hơn thì sẽ được tặng yếm đỏ. Nhưng mà đứa nào lười biếng không xúc được tí gì sẽ phải nhịn cơm tối, nghe chưa? Dạ được, con cảm ơn dì. Mẹ, con đâu biết xúc tép đâu, nên con sẽ thua, không được yếm đỏ. Mẹ không thương con hả? Con gái cưng à, mẹ phải làm vậy để người ta không nói mẹ thiên vị con ruột hay con chồng chứ. Còn chuyện bắt tép thì... Nè, em khám xuống đây với chị. Chỗ này chị hay xúc được nhiều tép lắm. Nắng lắm, xuống đó sẽ đen dài em mất thôi. Cám ơi, chị xong rồi nè, ta về chưa? Ôi, chị Tắm ơi, tóc chị lấm lem hết rồi. Chị mau ra đằng xa kia rửa đi, không thôi hả, về mẹ mắng chết á. Chị Tắm ơi, đau chị lắm, chị hợp chết sau, kéo về mẹ mắng. Ủa, Cám ơi, em đâu rồi? Cám, tết đâu mất hết rồi. Cám, em nỡ làm như vậy với chị sao? Sao con khóc? Ông là ai? Ta là một chuyên giúp đỡ những người tốt gặp hoạn nạn như con. Con có chuyện gì vậy? Con bị em Cám lừa. Tối nay con sẽ không được ăn cơm. Con hãy nhìn kỹ trong giỏ xem. Là con cá bóng. Được lắm, con hãy thả chú cá bóng này xuống giếng. Ngày ngày con cho nó ăn cơm, con hãy hát bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng cháo qua nhà người. Dạ, con cảm ơn Bụt. Thưa dì, con mới về. Con đi bắt tép lâu như vậy chắc được nhiều lắm ha. Dạ con. Có mỗi một con cá mà con đi mãi bây giờ mới về. Vậy mà con còn tị nạnh việc nhà với em Cám. Nó đi có một lát mà xúc được đầy giỏ kìa. Con... Ôi, tại vì ngày thường con không muốn thể hiện thôi. Chứ con mà ra tay thì việc gì cũng xong. Con thấy đó, mẹ thương cả hai đứa đồng đều, không phân biệt con chồng hay là con ruột. Nhưng con thua cuộc thì từ rày phải làm hết việc nhà, Cám được yếm đỏ. Con xin phép gì, con ra sau nhà nấu cơm. Bóng ngoan của chị, đây là nhà bóng. Bóng giỏi quá à. Có bóng làm bạn, chị sẽ không còn buồn khóc nữa. Nhưng mà bóng ơi, khi nào nghe chị hát thì bóng mới được lên ăn đó nha. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Bóng bóng bang bang. Tắm, nghe dì dặn nè. Dạ. Con chăn trâu nhớ chăn đồng xa, chăn cỏ đồng nhà, người bắt mất trâu. Dạ dân ạ.
tâu bệ hạ. Dạ, thần nhầm. Bẩm công tử, có con gái của quan tổng đốc, 16 tuổi, tên là... Sao không? Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Cô gái kia, thật là vô lễ, mau quỳ xuống. Thưa ngài thứ lỗi, con trâu của tôi tự động phóng ra, nhưng do ngài phi ngựa nhanh quá. Hỗn láo, dám bắt lỗi. Cứ để cô nương đây nói. Ngài xem, đường làng thì nhỏ như thế này, mà ngài lại phóng ngựa bất chấp như vậy. Lỡ có người già hoặc trẻ nhỏ không tránh kịp thì sao? Ngươi dám? Không phải sao? Ta xin lỗi vì đã khiến nàng hoảng sợ. Dạ thôi bỏ qua, tôi còn có việc phải làm. Một cô thôn nữ cứng cỏi. Công tử ơi, chúng ta phải làm việc tiếp. À, con gái quan thượng thư. Mau về nhanh gặp các đại thần. Công tử. Hey, còn đó, tính lừa mẹ phải không? Không có cái gì hết hả? Rõ ràng là có mà mẹ. Tắm vừa cho ăn vừa hát, vui vẻ lắm. À, vừa cho ăn vừa hát, bỗng bỗng bang bang. Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn hoa quả. À mà không, cơm hẩm cháo hoa nhà người. Trời ơi, một cái bóng to quá. Mẹ, bắt nó đi mẹ. Bắt nó nấu cháo cá ăn đi mẹ. Bổng ơi, hôm nay chị có chuyện vui kể cho em nghe nè. Bổng bổng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Bổng ơi, em đâu rồi? Hay là em ốm rồi? Tắm con đừng tìm nữa. Cao Bổng đã bị mẹ con cám bắt ăn thịt rồi. Hả? Bổng, con mau tìm xương Cao Bổng, bỏ vào 4 cái lọ, đem chôn ở 4 chân giường đi. Mai mốt sẽ dùng đến. Tội nghiệp Bổng quá. Xin lỗi Bổng, chị đã không thể bảo vệ em. Dù không hiểu ý mục, nhưng ta vẫn tìm xương của em để chôn cho đàng hoàng. Rồi. Mẹ ơi, mau lấy chồng cho con đi mẹ ơi. Cái gì? Mau lên đi mẹ, ở ngoài đình làng dán thông báo đó. Bộ ngoài đó phát chồng miễn phí hay sao mà ra danh? Nhà vua mới lên ngôi, mở hội ca hát múa ở kinh thành cho mọi người coi thoải mái. Thì có liên quan gì tới chuyện lấy chồng của mày đâu con. Có chứ, hội lớn như vậy thế nào cũng có Dương Tôn công tử đến xem. Con muốn lấy chồng vừa giàu vừa đẹp trai, nhưng mà con chưa có đồ đẹp để mặc đi chơi hội. Mới mai độ tuần trước mà, mặc một lần ra chợ ai cũng nhìn thấy là cũ rồi. Không, con muốn đồ mới kìa. Mẹ mua đồ mới liền cho con đi. Ê, con đó, chỉ biết nước đánh chân mới nhảy. Mẹ đã biết tin này từ trước, đã chuẩn bị quần áo mới cho con rồi. Hả? Thiệt hả mẹ? Thương mẹ nhất, mẹ của con là nhất hả? Mau lên đi, đi thay đồ nhanh lên. Mẹ ơi, con nè. Con của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp. Ôi, vui quá. Thưa dì,
Sao đó? Thưa dì, xin dì cho con đi hội. Chị ăn mặc xấu xí thế kia mà cũng đòi đi à? Em cám đừng nói vậy. Thưa dì, con đã giặt đồ, chẻ củi, nấu cơm, lau bàn ghế, cho gà ăn, hái rau xong hết rồi. Đương nhiên là con được đi rồi. Mẹ! Dạ. Nè, con chịu khó ở nhà, lựa xong chỗ này mới được đi nghe chưa? Nhiều quá. Để đi hội về rồi con làm có được không ạ? Không được. Thóc này phải đem giao cho người ta sớm, giặt xong rồi mới được đi đó. Vì sao con khóc? Bụng ơi, con đã làm hết việc nhà để được đi dự hội, nhưng dì ghẻ đã trộn thóc và gạo vào, bắt con nhặt xong mới được đi dự hội. Được rồi, ta sẽ giúp con. Vậy là con được đi dự hội rồi. Khoan đã, không phải con vẫn cần quần áo đẹp để đi dự hội hay sao? Dạ, con... Bây giờ con hãy đào những cái lọ chôn xương cá bóng lên, sẽ có đồ đẹp để đi hội. Được lộng lẫy như vậy. Mẹ, tôi còn phải về nhà trước giờ dì ấy và cám trở về. Cô nương à, cô nương. Ôi không, chiếc hài của tôi, mất chiếc hài quý mục ban cho ta rồi. Chẳng phải chiếc hài đó của cô nương vừa rồi hay sao? Tâu bệ hạ, là một chiếc hài quý, không thể là của một cô gái tầm thường được. Nếu đã vậy, ta thử một lần đánh cược vào số trời. Dạ vâng ạ, chỉ mong người chịu cán vợ khách nào cũng quý. Thông báo gì mà lạ vậy? Dễ như vậy sao? Mẹ 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 mẹ, thật đúng là số trời, cơ hội của con đến rồi. Đức vua Giá Lâm. Ê hạ giảng quy, giảng quy, giảng giảng quy. Nhập miễn lễ, mọi người hãy bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Nhà vua kìa, trẻ tuổi đẹp trai quá. Mẹ ơi, đẹp trai quá à. Con bớt bớt lại đi, không giữ tí tôn nghiêm thục nữ gì hết sao? Phải tỏ rõ sự danh giá của nhà ta chứ. Quanh đây nhan sắc không ai bằng con, con phải bình tĩnh. Đây là chiếc hài thêu tinh xảo hiếm có, ta nhặt được trên đường đến lễ hội. Âu cũng là điềm lành trời ban, nên trong ngày hôm nay, bất cứ cô nương nào chưa thành gia thất đi dự chiếc hài này sẽ trở thành hoàng hậu. Đúng rồi, con đúng rồi. Mình cứ tự tránh ra, tránh ra. Bà ơi, cẩn thận đó. Cảm ơn cháu. May bà có cháu đến kịp lúc, không thì bà đã té và bị đám đông dẫm phải rồi. Bà có bị đau ở đâu không? Nhà bà ở đâu? Để cháu đưa bà về nha. Bà chỉ mệt thôi, ngồi nghỉ một lát là khỏe.
cháu mau đi dự hội thứ hai đi. Hội thứ hai là sao hả ba? Cháu chưa biết sao. Nhà vua nhặt được một chiếc hài rất đẹp, nên ra lệnh cho ai đi vừa chiếc hài sẽ lấy người đó làm vợ. Cháu vừa xinh đẹp lại tốt bụng thế này, nếu trở thành hoàng hậu thì đúng là điều tốt. Nhưng cháu không thể để bà ngồi ở đây một mình được, để cháu đưa bà về nhà trước. Nhưng việc thử hài chỉ trong ngày hôm nay thôi, nếu cháu đến trễ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Không sao đâu ạ, cháu đi ngựa nên có lẽ sẽ nhanh thôi. Bà hãy bám vào người cháu để lên ngựa, cháu đưa bà về. Đang một chút nữa. Hướng dạy. Không được. Mời người kế tiếp. Lùi ra. Chiếc hài là của cám con ta, mau nhường chỗ cho hoàng hậu tương lai đi. Tôi đi vừa rồi đây. Không vừa, mau trả chiếc giày lại, mời người kế tiếp. Vừa rồi, đây chính là chủ nhân của chiếc hài muôn tâu bệ hạ. Xin mời cô nương. Cảm ơn ngài. Hả? Là con Tắm. Là nàng, cô gái chăn trâu ta đã có duyên gặp gỡ. Người là công tử phóng ngựa hôm nọ. Thiếp xin bệ hạ thứ lỗi vì đã bất kính. Không sao, chưa từng có cô gái nào dám mạnh mẽ, không sợ quyền thế mà góp ý với ta như vậy. Cũng chính điều đó đã khiến ta không thể quên nàng. Bệ hạ đừng cười thiếp. Nàng tên gì? Thiếp là Tắm. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Ta tuyên bố nàng Tắm sẽ trở thành hoàng hậu. Mẹ, chị Tắm thành hoàng hậu rồi kìa. Mẹ ơi, mẹ. Cái thứ đũa mất thì chọn mâm xong. Lần này ngoài lễ vật và quà biếu cho dì và em nàng, ta muốn có nhiều người theo hầu nàng chu đáo. Bệ hạ không cần làm vậy đâu. Thiếp không muốn trong mình có vẻ phô trương quá. Nhưng ta để nàng đi một mình, ta không yên tâm. Bệ hạ quá lo rồi, thiếp về dỗ cha thôi mà. Tâu bệ hạ, sứ thần đã đến rồi. Bệ hạ hãy vào đón sứ thần đi. Thiếp lên đường cho sớm. Thiếp sẽ mang theo một nữ tỳ cùng lính hầu cho bệ hạ yên tâm. Em xem, đây là cái giếng lúc trước tay gánh nước ở đây nè. Hoàng hậu giỏi quá, chuyện gì ngươi cũng biết làm hết. Không chỉ gánh nước thôi đâu, hoàng hậu nhà ngươi còn biết hái cao, têm trầu cánh phượng rất là đẹp nữa. Dạ, dì quá khen con. Dì đâu có nói quá đâu. Quả thật, từ khi con lấy chồng, nhà này thật là trống vắng. Dì và em rất là nhớ con. Hôm bữa cá mới bị đứt tay, thế là đám giỗ lai quay mãi vẫn chưa có ai hái cào hết. Chị để con kêu người làm cho. Con đã có lòng thì phải tự mình lên hái cao mới tỏ lòng hiếu thảo chứ. Chẳng lẽ khi là hoàng hậu rồi á, con không còn là con gái của cha con nữa hay sao? Con giờ là hoàng hậu cao quý rồi, thôi thì để dì làm. Kỳ gì? Dì để cho con làm. Nàng Tắm vì muốn tỏ lòng hiếu kính với người cha cả quốc nên đích thân trèo hái cao cúng cha. Dì ơi, nhưng đâu ngờ lúc nàng trèo lên thì mẹ cám liền chặt cây cao để hại nàng. Dì gõ kiến cho con, sao mà kiến lưỡng nhiều quá à? Hoàng hậu có chuyện rồi.
Hầu bệ hạ, em của hoàng hậu Chu Cáo lớn rồi, đang đợi bệ hạ. Dạ tâu bệ hạ, hoàng hậu Tâm Vân sâu bị tai nạn mất sớm. Nguyện vọng cuối cùng của hoàng hậu là xin cho em gái là Cám được thay tâm hầu hạ bệ hạ. Xin bệ hạ chấp thuận. Nguyện vọng cuối cùng sao? Được rồi, bố trí cho họ đi. Dạ. Sao lại biết khúc hát của vợ ta? Vàng ảnh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Thưa bệ hạ, thần đã sắp xếp chỗ ở cho mẹ con Cám, nhưng thần không hiểu sao bệ hạ lại để cô Cám thay thế hoàng hậu. Người cử người theo dõi họ thật sát. Hãy làm cho ta một cái lồng vàng cho chim vàng anh của ta. Dạ, tuân lệnh bệ hạ. Thật là kỳ lạ, con chim đó làm sao sánh mặt con gái xinh đẹp của ta mà nhà vua không thèm để ý chứ. Bệ hạ luôn trò chuyện với con chim một cách trìu mến, không rời nửa bước. Hả? Có khi nào nó là chị Tấm hóa thành? Con đừng có tưởng tượng lung tung, lỡ lợi ra là chết đó. Mẹ con ta đã đến được vị trí này là phải giữ cho vững, biết chưa? Dạ. Lát nữa nhà vô đi ngủ, chúng ta sẽ bắt con chim đó và cho nó biến mất luôn. Ôi, mẹ ơi, con sợ quá. Nghe nói vua bảo vệ con chim đó kỹ lắm. Lỡ mà... Mạnh mẽ lên, con giờ là hoàng hậu, chỉ dưới một người, trên vạn người, vạn anh. Vàng anh của ta ngủ ngon nha. Mẹ ơi, chỗ nào cũng có lính canh, sao mình bắt con chim được? Không phải nó đang trùm mền sao? Dọc nhang mê hồn hương này vào, cho nó ngất đi rồi bắt ra. Chỉ cần cái nhang này là đủ rồi. Mẹ ơi, con sợ. Hay là mình kể nó đi mẹ. Một con chim thì làm được gì? Cái con ngủ đi. Lớn rồi mà cái gì cũng mẹ. Đến đây rồi còn sợ thì sao có... Đã tìm thấy vàng anh của ta chưa? Bệ hạ bớt giận. Có biết được ai làm không? Như vậy nghĩa là sao? Bao nhiêu lính canh mà không bắt được ai, không nhìn thấy ai sao? Xin bệ hạ xá tội, lính canh cũng không ngờ vàng anh bị bắt mất. Khi bệ hạ kiểm tra sáng nay mới biết à. Nhưng ai mà lại muốn bắt một con chim chứ? Phải, ta cũng tự hỏi. Hình như ta nhớ ở đây đâu có hai cây xoan đào này. Để thần đi hỏi người làm vườn. Không cần, cứ để cây ở đây. Gió thật mát, giống như là nàng Tâm từng quạt cho ta. Người đâu, mang giọng đến đây cho đức vua. Vậy xin bệ hạ ngồi nghỉ cho hạ quả, để thần tiếp tục điều tra vụ chim vàng anh. Con gái mẹ sao vậy? Mẹ cười, mấy ngày nay nhà vua nếu không bận tìm vàng anh thì lại ra cây xoan đào hóng má. Không á thì viện cớ bận việc triều đình chẳng hỏi han gì đến con hết á. Làm hoàng hậu chẳng vui chút nào. Con gái yêu ơi, lau nước mắt đi, không việc gì phải lo lắng hết. Người đâu? Còn đó, thật chẳng ra làm sao hết. Mẹ có món quà này tặng con nè. Ôi, mẹ hay quá, khung cưỡi thật là đẹp. Nhưng mà con đâu có biết dệt. Không biết thì cũng là khổ biết. Con phải giả làm một trăm anh, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang mọi việc, thì nhà vua mới vừa mắt vừa bụng. Con hiểu chưa? Mẹ có nghe thấy gì không?
làm gì? Tiếng gió thôi mà, còn có nhát gan như vậy chứ. Kẻo cà kẻo kẹt, ai làm chuyện ác có ngày không yên. Kẻo cà kẻo kẹt. Mẹ ơi! Người đâu? Người đâu? Cháy! Cháy rồi! Mau đến dập lửa! Người đâu? Mẹ ơi! Con sợ quá à. Liệu đốt ra trò rồi có yên không? Con để đó, đã có mẹ lo. Mẹ sẽ hốt trò lén đổ thật xa ngoài kinh thành. Con cứ yên tâm mà làm hoàng hậu. Cái thứ đũa mốc mà chọi mâm son hả? Từ nay con cám con ta sẽ trở thành hoàng hậu. Ta mới đi có mấy ngày mà hai cây xoan đạo đâu rồi? Tâu bệ hạ, nghe người hầu nói lại là cô cám muốn dệt cưỡi nên cho đốn hai cây xoan đạo làm khung cưỡi rồi. Một quả tỏ hương thơm ngát. Nắng quá đi mất. Mùi gì thơm quá vậy? Ôi, kỳ lạ thật. Cây to như vậy mà chỉ có mỗi một quả. Hay là... Thị ơi, thị rụng bị bà. Bà để bà ngửi, chứ bà không ăn. Thị ngoan, từ nay chúng ta sẽ bầu bạn với nhau nha. Mẹ, con mau dâng lên cái nhà vua đi. Nhưng bệ hạ đã bảo mẹ con mình đừng đến quấy rầy. Trời ơi, con khờ quá. Đây là thời cơ tốt nhất để con lấy lòng đức vua, chính thức trở thành hoàng hậu. Bệ hạ, bệ hạ đang làm gì đó? Bệ hạ ngừng tay ăn yến đi cho khỏe. Xin cám cô nương để tôi cầm cho. Bệ hạ, để thiếp đắp bớt cho bệ hạ thư giãn nha. Cám cô nương, xin cô quay về đi. Kẻo bệ hạ nổi giận thì cô cũng không gánh nổi đâu. Ta đang bận, nàng về cung đi. Cám, cám, thằng đi con, chờ mẹ với. Dù cám đã được vào cung nhưng đức vua vẫn không để ý. Trong khi đó, thì tại ơi, nhà bà lão nhặt bà được quả thì đây. Bỗng có điều kỳ lạ xảy ra. Hả? Sao nhà ta lại ngăn nắp sạch sẽ thế này? Thì ở nhà cả ngày nay có biết ai đã đến nấu cơm và dọn dẹp cho bà không? Lạ lắm nha. Từ ngày thị ở đây, ngày nào nhà bà cũng sạch sẽ, có đồ ăn nóng hổi mà bà không biết ở đâu ra. Hay là... À, bà chợt nhớ ra bà còn quên đồ ở ngoài chợ, phải đi lấy thôi. Thị ở nhà, trong nhà cho bà nha. Bà đi vội quá, không kịp đậy mâm cơm nữa. Ta phải đậy lại mới được. À, cô tiên trái thị. Bà. Là con hôm lễ hội đã giúp đưa bà về. Dạ. Chắc hẳn ông trời biết ta cô độc nên ban con cho già này để bầu bạn lúc tuổi già. Ta xin con hãy ở lại đây, chúng ta cùng chăm sóc cho nhau. Dạ, tạ ơn bà đã giúp con. Bà đã cứu mạng con. Ơn này con không bao giờ quên. Xin cho con được nhận người là mẹ. Con gái ngoan. Người trà tới đâu rồi? Bẩm bệ hạ, sau khi điện của cô cám bị cháy, mẹ của cô ấy đã lén chạy ra ngoài thành ngay trong đêm để làm gì đó không rõ. Gì ghé ra ngoài thành theo hướng nào? Thưa là hướng... Bệ hạ! Bệ hạ! Thì té trật chân rồi. Thằng thiếp đau quá. Người đâu? Mau đỡ cô cám dậy. Dạ. Mau, chuẩn bị ngựa, chúng ta xuất cung.
kìa tuấn mã của ta, sao lại không đi nữa? Tâu bệ hạ, có lẽ con ngựa cũng đã mệt rồi. Người đi cả ngày hôm nay, mà trời thì nắng thế này. Thôi được rồi, chúng ta nghỉ đây một lát. Có ai ở nhà không? Chúng ta muốn xin một chén trà. Xin chào khách quan. Xin ngồi chờ một lát. Chúng tôi đang têm trầu, sẽ đem ra cho quý ngài dùng ngay. Xin mời khách quan. Thưa bà, cho ta hỏi, ai là người đã têm trầu này? Chẳng giấu gì khách quan, đây là trầu do con gái của tôi têm. Bà lão à, liệu có thể cho ta gặp con gái của bà hỏi chút chuyện được không? Bà lão, đây là nhà vua đó, chẳng lẽ bà muốn kháng lệnh của vua hay sao? Tâu bệ hạ, thần không có ý đó, thần sẽ gọi con gái của mình ra ngay. Tắm ơi, tắm. Tắm, hoàng hậu của ta, nàng còn sống, làm sao nàng lại đến đây? Chân bệ hạ, thiếp còn sống, gặp được người thiếp mừng quá. Thiếp đã trải qua rất nhiều gian nan, đây là mẹ nuôi, là người ơn đã cứu giúp thiếp được như ngày hôm nay. Cảm tạ bà đã giúp đỡ hoàng hậu của ta, xin cho phép ta đón bà vào cung để phụng dưỡng. Người đâu? Dạ, mau đưa hoàng hậu hồi cung. Tạ ơn bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ. Vậy là sau 4 lần quá kiếp, nàng Tắm hiền lành đã nhận được phép màu quay về làm hoàng hậu. Nhà vua cũng biết được tất cả những âm mưu của mẹ con Cám. Các ngươi thật to gan, dám 5 lần 7 lượt bày mưu hại người. Mai mà hoàng hậu Tắm ở hiền gặp lành, cuối cùng cũng thoát khỏi tai kiếp, nên nay chúng ta được sum họp với nhau. Dạ, xin tha tội. Chúng tôi vì tham lam phú quý, ganh tị với Tắm nên mới mưu hại nàng. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ ăn năn hối cải, không dám làm điều sằng bậy nữa. Tâu bệ hạ, hai người dù gì cũng là người thân của thiếp, xin bệ hạ tha chết cho họ. Thôi được, hoàng hậu nhân từ, ta tha cho hai người được sống, nhưng phải đi biệt xứ, không bao giờ được trở về kinh thành nữa. Đội ơn bệ hạ và nàng Tắm. Đội ơn bệ hạ và nàng Tắm. Đội ơn bệ hạ và nàng Tắm. Thế là từ đó, nhà vua và nàng Tắm sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Ngày xưa, có gia đình họ Thạch hiếm muộn, làm nhiều việc ơn động đến lòng trời. Ngọc Hoàng sai thái tử xuống trần đầu thai vào nhà ông bà Thạch, sinh ra được người con trai Tuấn Tú. Bà Thạch đặt tên là Thạch Sâm. Tội nghiệp, một có cha mẹ từ nhỏ mà chăm chỉ, thao giác cậu sẽ tìm được người vợ ngoan hiền. Dạ. Ta nhớ thái tử quá, nên xin Ngọc Hoàng xuống đây để thăm thái tử. Kiếp trước cậu là thái tử con Ngọc Hoàng, kiếp này xin vào nhà họ Thạch để cứu người độ dân. Con sống một mình nơi đây cô độc quá. Sắp tới sẽ có người đến kết thân, nhưng hiểm nguy cũng từ đó mà xảy đến. Để biến họa thành phúc, từ hôm nay ta sẽ đến dạy dỗ cho người. Dạ. Thạch Sanh. Anh Lý Thông tìm em có việc gì? Từ lâu anh đã rất quý em. Nhà anh chỉ có mình anh cô độc, nay đến đây xin được kết nghĩa huynh đệ.
Được, vậy chúng ta cùng kết nghĩa huynh đệ. Ừ, anh may mắn còn có mẹ, em về cùng với anh chăm sóc mẹ, chúng ta thành một gia đình. Yến là anh em một nhà, nhưng thực chất mẹ con nhà Lý Thông chỉ muốn lợi dụng sức lao động của Thạch Sanh. Dẫu vậy, Thạch Sanh vẫn luôn coi mẹ con Lý Thông là người thân của mình. Lý Thông, mau nhận chỉ. Năm nay đến lượt con sao? Mẹ ơi, con không muốn chết. Sao triều đình không giết chết con trăng ấy đi mà hàng năm phải cống nạp thanh niên chứ? Mẹ không muốn con mẹ chết. Chẳng phải nhà mình cũng có một thanh niên khác để thay thế hay sao? Em trai, anh có chuyện muốn nhờ em. Anh cứ nói, chúng ta là anh em một nhà, còn gì mà anh phải ngại. Đêm nay đến lượt anh gác miếu cổ, mà bận đang trong chừng mẻ rượu, anh nhờ em đi thay có được không? Dạ được. Tội cho anh dại dột, Thạch Sanh ơi. Em đã giết chết Trăng Tinh rồi sao? Con trăng này hung dữ quá, nó định nuốt sống em, nên em phải giết nó trừ họa cho dân. Nhưng nó lại là con vật quý của nhà vua, giết nó là lãnh tội khi quân. Vậy giờ em phải làm sao? Đêm qua là phiên gác của anh, nên không ai biết em đến đó. Để anh đi chịu tội với nhà vua. Nhưng anh... Thạch Sanh Đệ. Lý Thông Huynh, anh đến đây có chuyện gì không? Thạch Sanh Đệ, ta nhớ đệ quá. Vừa thoát chết, ta đang tính đi tìm đệ đây. Lúc này đệ sống sao? Đệ quay lại liều cũ, đốn củi đổi gạo sinh sống bình an. Đệ vẫn lo cho huynh. Sao huynh được nhà vua tha tội giết Trăng Tinh? Nhà vua tha tội chết với điều kiện lập công chuộc tội. Là sao? Công chúa Quỳnh Nga, người con duy nhất của đức vua, đã bị con đại bàng khổng lồ bắt cóc đi. Nhà vua yêu cầu ta phải cứu được công chúa về mới khỏi tội chết. Em có cách nào cứu công chúa không? Đại bàng khổng lồ, nó vừa bay qua đây nè. Em nghĩ cách cứu công chúa, anh em ta lập công chuộc tội với nhà vua, hen. Dạ được. Đệ đã bắn tên trúng một cánh đại bàng, giờ chúng ta đi theo vết máu có thể tìm thấy nơi đại bàng giấu công chúa. Tốt quá, chúng ta đi ngay thôi. Dạ.
Với bản tính chính trực, Thạch Sanh lại tiếp tục tin lời Lý Thông đi giải cứu công chúa, mà không chút hoài nghi về lời nói của người anh kết nghĩa gian trá. Để xuống dụ con đại bàng ấy lên đây đi. Huynh ở trên này mai phục chờ bắt nó. Được, huynh cứ để đệ xuống. Hãy mau thả dây cho em ta xuống cứu công chúa. Dạ. Chúa có sao không? Thiếp được chàng cứu thì chàng đã là phu quân của thiếp rồi. Thạch Sơn, mau đưa công chúa lên, chúng ta đang đợi. Thạch Sơn, Thạch Sơn còn ở dưới đó, mau mở cửa hang cho Thạch Sơn. Tráng sĩ, cứu ta với. Tráng sĩ, cứu ta với. Ta là thái tử ở thiên cung, bị đại bàng bắt giữ đã lâu. Ta cảm ơn, đã thắng đại bàng. Sao tráng sĩ buồn rầu vậy? Miệng hang bị lấp rồi, giờ không có lối ra. Đừng lo, chúng ta đi tìm nguồn nước. Ta có thể rẽ nước thành đường để thoát khỏi nơi đây. Đô đốc khá lắm, thật là một anh hùng kiệt xuất hiếm có. Dạ, tạ ơn bệ hạ. Như đã hứa, ta sẽ gả Quỳnh Nga cho đô đốc Lý Thông. Không, thưa cha, không phải. Người cứu con là Thạch Sanh. Là sao? Quân lính đâu? Ra đây cho ta hỏi. Xin thưa, người kéo công chúa ra khỏi hang chính là đô đốc Lý Thông. Vậy là sao? Còn Thạch Sanh là ai? Dạ thưa bệ hạ, vì thần không rành địa hình ở đó nên có một người dân địa phương tên là Thạch Sanh tình nguyện dẫn đường. Trong lúc thần đánh nhau với quái thú, người ấy cũng có giúp đỡ nên đã hy sinh rồi thưa bệ hạ. Con ơi, con sao vậy? Mau truyền thái y. Sao lại thế được? Con gái, có gì uất ức con cứ nói cha nghe. Tâu bệ hạ, công chúa vừa bị bắt cóc trở về, chấn động tâm lý, đau thương tột độ nên tạm thời không thể nói được. Cần cho công chúa không gian tĩnh tại, vui vẻ thì may ra có thể lành bệnh. Bẩm bệ hạ, còn chuyện hôn sự của thần với công chúa
ta phải quản lại cho đến khi công chúa khỏi bệnh hẳn. Cho truyền các đoạn hát vào cung, ai làm cho công chúa cười nói trở lại sẽ được trọng thưởng. Thạch Sanh, thiếp xin lỗi vì đã không bảo vệ được chàng. Ta muốn mời huynh ở lại nơi này làm quan. Ở đây mà lòng tôi chỉ có quê nhà. Tôi đang định xin thái tử chỉ cách cho tôi về lại chốn xưa. Không giữ được người muốn đi. Ta tặng huynh hai vật phẩm quý này, có lúc huynh sẽ cần đến. Thạch Sanh con, thấy con sống mạnh khỏe, ta mừng quá. Lý Thông huynh và công chúa có khỏe không? Hôm cứu công chúa ở hang Đại Bàng, sao con chưa kịp lên thì miệng hang đã bị lấp? Hôm ấy đá lỡ lấp miệng hang, huynh con đã làm mọi cách nhưng không thể cứu con, còn phải đưa công chúa về hoàng cung. Con đừng có trách nó. Nó đã cho người dò la về con khắp nơi. Vừa biết con thoát nạn trở về là nó nhờ mẹ đến thăm và mang quà cho con. Biết huynh ấy và công chúa an toàn là con mừng rồi. Con không cần quà đâu. Con cứ nhận đi. Đó là tình nghĩa huynh đệ bấy lâu. Con đã vì nó giàu sinh ra tử mấy phen rồi. Quả nhiên là tan vật ở đây. Bắt lấy hắn, giả mang các báu vật của phủ đô đốc. Ta không ăn cắp. Những thứ này có người cho ta, các ngươi muốn lấy lại thì mang đi, ta không ăn cắp. Đô đốc lệnh, ba bắt hắn về tra xét. Lý Thông huynh, đệ bị quan, đệ không ăn cắp. Ngươi có công nhận ta là người giết Trăng Tinh cứu dân, giết Đại Bàng cứu công chúa và sẽ làm phò mã không? Sao có thể? Đó là những việc đệ đã làm mà. Vậy để đệ sống ta không yên tâm được. Ta phải nói chuyện này với công chúa, không thể để công chúa lấy người như huynh. Nhìn lại mình đi, một kẻ mang tội danh ăn cắp thì có thể gặp được công chúa sao? Đàn kêu tích tịch tình ta, ai mang công chúa dưới hàng. Mau, mau mọi người đàn hát kia vào đây cho ta. Dạ. Thì ra Khanh là người đã giết Trăng Tinh cứu dân, giết Đại Bàng cứu công chúa. Người đâu, để Lý Thông vào đây cho ta, ta sẽ xử tử hắn. Vậy mà nhà ngươi giờ hết công còn vu oan cho Thạch Sanh ăn cắp. Dạ, tâu bệ hạ, xin tha tội chết. Con ơi, một ngày ở cùng nhau cũng là tình nghĩa gia đình. Mẹ xin con tha thứ cho anh con. Hãy xử tội mẹ đi con. Thưa đức vua, mẹ con Lý Thông tuy có tội nhưng thần không muốn lấy quán báo quán. Xin người hãy tha tội chết, cho mẹ con hắn về quê sinh sống, cấm đến hoàng cung. Được, để lời Khanh, ta tha cho Lý Thông. Người đâu, truyền lệnh tước chức quan cho Lý Thông về quê. Tạ ơn bệ hạ và công chúa. Cảm ơn Thạch Sanh. Thưa cha, còn chuyện người hứa gả con cho ai có thể cứu con khỏi móng vuốt của Đại Bàng thì... Còn đó, nhớ thương Thạch Sanh đến á khẩu làm trẫm lo lắng. Bây giờ các con đoàn tụ rồi. Ta đâu nỡ ngành chia. Thưa quan thượng, Lý Thông được tha, mới đi tới sân rồng đã bị sét đánh chết rồi. Người ăn ở gian ác, trời không dung.
đất không tha. Vua nước Nam coi thương ta, không gả công chúa Quỳnh Nga cho ta, mà chỉ gả cho một kẻ đốn tuổi không cha không mẹ. Tâu bệ hạ, quân lính 18 nước chư hầu đang kéo đến rất đông ngoài cổng thành ạ. Bọn chúng không lấy được công chúa nên đã muốn gây hấn từ lâu. Nay nghe công chúa lấy Thạch Sanh nên kéo quân đến xâm lăng đây mà. Xin vua cha chớ lo, hãy để con lo liệu. Thưa các vị, khách đến nhà chỉ ít chúng tôi cũng gãi bữa cơm. Giờ đây có một thách đấu. Rồi. Tôi mời các vị ăn cơm. Nếu ăn hết niêu cơm này thì tôi thua. Bằng không các vị phải trở về vô điều kiện. Nhờ có hai báu vật thái tử ở phía trước trả ơn, Thạch Sanh đã đánh đuổi được 18 nước chư hầu, lần nữa lập công với nhà vua. Sau đó, Thạch Sanh được cưới công chúa và truyền ngôi báu. Nước Nam được cảnh thái bình, no ấm. Ngày xưa có đôi vợ chồng Cốc sống ở bờ ao. Cốc vợ mang thai sắp đến ngày sinh nở. Cùng thời gian đó, dưới ao cũng có đôi vợ chồng nhà Trê hiếm muộn. Từ từ nào, trời mới mưa, đường trơn lắm đó. Mình ngồi xuống đây nghỉ mệt nhé. Mùa này thật mát mẻ, con của chúng ta sinh ra chắc chắn sẽ thích lắm đây. Ngôi nhà của con chúng ta sắp xong rồi, đến lúc đó mình có thể yên tâm mà sinh. Con của mẹ thật đáng yêu quá. Mẹ yêu các con nhiều lắm. Mẹ ơi, chúng con cũng yêu mẹ nhiều lắm. Các con của mẹ thật đáng yêu quá. Mẹ yêu các con nhiều lắm. Mẹ ơi, con tặng mẹ bông hoa nè. Ôi, mẹ cảm ơn các con. Các con của mẹ ngoan quá. Mẹ ơi, đợi chúng con lớn lên, chúng con sẽ báo hiếu cha mẹ ạ. Các con ấy ơi. Ôi, cha về. Các con của mẹ mau mau lớn nha. Nghèo hèn kia, ai cho chúng bay chơi ở trước cửa nhà tao hả? Mau cút đi. Ôi, cái mụ chơi hung dữ ra rồi. Nghe nói nhà mụ vừa tham lam ích kỷ lại rất xấu xa nữa đó. Chúng ta đi chỗ khác chơi, đừng dây đến mụ ấy. Ôi, phải chi mình cũng có con nhỉ. Mình ăn ở hiền lành như vậy mà sao ông trời không cho mình đứa con nào hết. Ta sắp được làm cha rồi. Ôi vui quá vui quá. Ta sắp được làm cha rồi. Nè, cái tên Cốc kia, ngươi đang làm gì đó? Chào bà Trê, tôi đang xây nhà cho vợ đẻ. Vợ tôi sắp sinh con rồi. Ta sắp được làm cha rồi. Ôi vui quá vui quá. Ta sắp được làm cha rồi. Nãy giờ bà đi đâu vậy hả? Tất cả là lỗi của ông đó. Tại ông mà tôi không có đứa con nào hết.
giàu có mà không có con cũng không vui được. Bà ơi, mau mở cửa cho tôi đi. Bà ơi, mau mở cửa cho tôi đi. Khi nào ông tìm được con cho tôi nuôi, tôi mới cho ông vào. Ôi trời ơi, tôi biết đi đâu tìm con cho bà bây giờ. Ôi à, tôi sắp sinh rồi mình ơi. Mình ơi. Tôi được làm cha rồi, tôi được làm cha rồi. Mình im lặng cho các con ngủ nào. Vợ chồng mình lên bờ kiếm gì ăn thôi nào. Trứng nở thành con nhanh lắm, chúng ta còn phải kiếm thức ăn về cho con nữa. Cha ơi, mẹ ơi, cha mẹ của chúng ta đâu? Mà ra đi tìm thôi nào. Đám trẻ này con ai, sao lại giống dòng họ Trê nhà mình vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi, nhà mẹ ở đâu? Ôi, vậy là trời thương muốn đám các con này làm con mình đấy mà. Các con, cha nè, theo cha về nhà, nhanh lên, đi. Cha đây rồi, mẹ con đâu? Mẹ đang đợi các con ở nhà, mau theo cha về gặp mẹ, nhanh lên các con, nhanh lên. Trứng cốc nở ra bầy nồng nọc đầu tròn, đuôi dài, mình đen, giống hệt cá trê con. Trê thấy vậy mừng rỡ, lùa cá bầy nồng nọc về nhà, nhận là con mình. Các con giữ im lặng để làm cho mẹ bất ngờ. Chưa vậy mà ông đã trở về rồi hả? Đã tìm được con cho tôi chưa mà về? Bà hãy xem đi, đây là con tôi. Quá đà, bấy lâu nay ông lừa dối tôi, ông có con riêng bên ngoài, giờ còn dẫn về đây nữa. Sao mẹ lại khóc? Ai là mẹ khóc thế hả mẹ? Bà ơi, không phải vậy đâu. Là đây, nghe tôi nói nè, tôi nói cho bà nghe, là đây. Ôi, thế thì tốt quá. Từ nay chúng ta có con rồi. Đúng vậy, đây là con của chúng ta đó. Các con của mẹ, lại đây với mẹ nào. Mẹ ơi, chúng ta đâu rồi? Các con ngoan của mẹ, mà đã dọn cơm rồi đây. Các con mau ngồi xuống ăn cơm đi nào. Nhà mình không có gì ngoài điều kiện. Âu chí dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Nè, liệu cha mẹ đám trẻ có đi tìm chúng hay không vậy? Vợ chồng nhà Cốc đã lên bờ hết trơn rồi, chắc chưa có về liền đâu. Lỡ vợ chồng họ về đây đòi lại con thì sao hả? Đám trẻ rất là dễ thương, tôi không chịu trả lại cho vợ chồng Cốc đâu. Vợ chồng ta cứ giấu bọn trẻ ở trong nhà, không để cho vợ chồng Cốc thấy. Vợ chồng họ trên bờ thì chắc chắn không có biết được đâu. Cứ làm như vậy đi. Các con yêu quý của mẹ đã nở chưa nào? Hả? Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu? Các con của chúng ta đâu mất rồi?
con ơi, các con đang ở đâu? Vợ chồng Cốc buồn rầu tìm kiếm đàn con, hỏi han khắp nơi nhưng chẳng ai biết tung tích. Các con mấy bọc của cha, các con đâu rồi? Ai vậy? Ai chặn đường của tôi vậy? Không sợ lưỡi gươm sắc bén trên đầu của tôi hả? Dạ chào bác Thơm. Tôi xin lỗi vì đã gia vào bác. Tôi đang vội đi tìm con của tôi. Bác có thấy đàn con của tôi đâu không bác? Không, tôi không thấy đám trẻ nào gần đây hết. Này Cốc kia, người biết ta lại hay không? Anh rùa, anh có sao không? Tôi không có cố ý đâu. Tôi chỉ muốn hỏi anh là có thấy đàn con của tôi đâu không? Sao anh hư vậy? Sao có thể để mất con mình? Tôi và vợ đi kiếm thức ăn cho chúng. Lúc đi chúng chưa có nở, đến khi về thì chúng đi đâu mất tiêu hết rồi. Anh biết chúng ở đâu, chỉ giúp tôi với. Tôi không rảnh mà quản con cho anh. Này hai cháu, hai cháu có thấy đàn cóc con nào bay ngang qua đây hay không? Chúng cháu không thấy đàn cóc nào hết, nhưng chúng cháu chơi gần đây có nghe thấy tiếng con nít ở nhà con chơi. Cảm ơn các cháu nhiều lắm. Chào anh Trê. Các người tới nhà tôi làm gì? Tôi có quen biết các người đâu. Đừng có thấy sang mà bắt quan làm họ nghe. Anh Trê ơi, anh có thấy đám con nhà tôi đâu không anh Trê? Chị buồn cười. Con anh chị sao lại hỏi tôi? Đám con tôi vừa mới đẻ ra ở gần đây, chúng không biết được nên có thể lạc đến nhà anh. Có con thì phải giữ chứ, để tụi nó đi lạc rồi còn tìm làm gì. Con của chị thì chắc là giống chị, tụi nó sùm ồn ào tìm cha mẹ nên có người dẫn lên bờ rồi. Thật không ạ? Anh có biết chúng đi đường nào hay không, hay thấy ai dẫn chúng lên bờ để cho tôi hỏi thăm? Không biết ai dẫn đi, chỉ nghe thấy tiếng tụi nhỏ hướng này nè. Hãy xem cú sút của ta đây. Yeah! Đều đều không giống nha. Ôi, bức tranh quỳ của tôi. Đi đi, không, thằng của em mà. Không, dở lên em. Nè, các con yêu của mẹ, đừng giành nhau nữa. Mẹ sẽ mua cho mỗi đứa một cái, ngoan nào. Xem ra phải cho chúng ra ngoài chơi thôi. Nhốt chúng ở trong nhà, chúng phá nhà mất quá. Cách tốt nhất là cho chúng đến trường đi học. Nhưng sợ chúng ra ngoài gặp vợ chồng Cốc quá. Bà yên tâm đi, tôi đã lừa vợ chồng chúng lên bờ rồi. Vậy thì ngày mai cho chúng đi học với thầy Cá Trạch thôi. Thầy giỏi dạy dỗ bọn trẻ lắm. Con ơi, đến giờ vào lớp rồi, mau vào thôi. Nè, nè nè nè, đến đây ngồi với bọn mình. Bạn ấy cũng là loài cá trê như tụi mình, bạn ấy phải ngồi cùng bạn mình chứ. Xe bọn ngốc kia nói kìa, nghĩ ai cũng giống mình à. Nói không chừng, chúng mày cũng không phải cá trê đâu á. Nghe vậy, bọn này là dòng họ nhà trai. Cha mẹ chúng tôi là phú hộ trai dùng này, ai mà không biết. Mày nói đi, mày có phải dòng họ trai nhà mình hay không? Không đâu, tuy hình dạng chúng ta khá giống nhau, nhưng thật ra mình là dòng họ nhà ếch, sống ở trên bờ á. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Được rồi, hôm nay thầy sẽ dạy cho các con hiểu quy luật sinh sống của loài động vật, vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước nhé.
Các con hãy nhìn vào đây. Không chỉ là loài ếch không đâu, còn có loài cốc nữa đó các con ạ. Trời ơi. Chào vợ chồng anh Cốc. Chẳng hay có chuyện chi mà vợ chồng anh chị khóc lóc đau buồn như vậy? Không giấu gì anh, vợ tôi vừa sinh một đàn con. Chúng tôi đi tìm thức ăn về thì không thấy con đâu nữa. Chúng tôi tìm khắp nơi vẫn không tìm được. Con tôi có về kể cho tôi nghe chuyện trên lớp học. Có bốn bạn con nhà Trê trông rất giống nó. Trước đây tôi cũng nghe nói nhà Trê hiếm muộn. Không biết từ bao giờ có một đàn con như thế. Biết đâu đây chính là con của chúng tôi. Nếu quả thật là như thế thì vợ chồng hắn thật là độc ác, còn lừa chúng tôi lên bờ tìm kiếm bao ngày qua. Tôi phải về đấy để tìm các con mới được. Khoan đã, anh chị đến đó vợ chồng Trê sẽ không chịu nhận đâu. Vậy theo bác chúng tôi phải làm sao? Anh chị hãy đến thẳng trường học để nhìn thử xem có đúng con anh chị hay không. Nếu đúng là con anh chị thì bắt nhà Trê trả lại. Bác nói đúng, chúng tôi xin nghe theo lời bác. Cảm ơn bác rất nhiều. Có cần giúp gì bác cứ nói với tôi nha. Ôi. Sao? Chúng tôi không phải là con của ông bà. Cha mẹ chúng tôi là nhà Trê. Ông bà nhầm rồi. Không, các con là con của cha mẹ. Không đúng, chúng tôi là con nhà Trê. Chúng ta về thôi, coi chừng họ là người xấu muốn lừa bắt chúng ta đó. Không, không con ơi, mẹ là mẹ của các con mà. Mở cửa, mau mau mở cửa. Tên Trê kia, mau mở cửa cho ta. Cái tên Cốc kia, tại sao ngươi dám đến phá cửa nhà của ta hả? Ta đến đây để đòi lại con của mình. Mau trả con cho ta. Ta không biết con của ngươi ở đâu hết. Anh Trê ơi, tôi cầu xin anh, anh hãy trả con lại cho tôi đi anh. Cút đi, ta không biết con của các ngươi ở đâu hả? Nếu còn không đi, ta sẽ đánh đuổi các ngươi á. Ngươi đừng chối, ta thấy các con của ta đi vào nhà ngươi rồi. Các ngươi hãy cút đi, nếu không muốn bị ta đánh chết. Chồng ơi, chồng ơi, chồng có sao không chồng? Tên Trê ngang ngược độc ác, ta phải lên báo quan giành lại con mới được. Con là Cốc, con đến đây xin kiện nhà họ Trê bắt cóc con của con. Cá Trê kia thật to gan, người đâu? Dạ, mau bắt tên cá Trê kia đến đây cho ta. Ê, Trê kia. Dạ bẩm quan, quan cho gọi con. Họ Cốc này thưa nhà Trê người đã bắt cóc con của họ, có chuyện này hay không? Dạ thưa quan, nó nói láo. Lũ trẻ là con của con á quan. Nói dối, lũ trẻ vốn là con của tôi. Thằng này láo, thấy tu sang bắt quan làm họ đúng không? Đã có đường thừa, phải tạm giam Trê lại, đợi điều tra sau. Ông ơi, ông có sao không vậy? Bà ơi, bà phải tìm cách cứu tôi ra khỏi đây.
Tôi biết làm sao con ra khỏi đây bây giờ. Bây giờ chỉ có một cách có thể cứu tôi mà thôi. Ông nói đi, để tôi còn làm nữa. Bà Mau Mau á, mang quà qua nhà quân sư Caro, nhờ ông ấy giúp đỡ cứu tôi ra khỏi đây. Nhà mình giàu có là lợi thế mà. Bà không phải khóc. Bác Rô ơi, bác có nhà không vậy? Bác Rô ơi, bác Rô. Ai đó? Chào đi. Là tôi đây, hàng xóm của bác đây. Các con mau chào bác Rô đi nào. Chào bác Rô. Chị Trê đó à, tôi cũng đoán chị sẽ đến tìm tôi. Dạ, tôi đến tìm bác về chuyện anh Trê chồng của tôi. Bác ơi, bác mau giúp cha con cháu đi. Cha con cháu bị quan. Cha cháu bị quan mà. Các cháu cứ từ từ. Các con ngoan, đứng qua một bên cho mẹ nào. Lũ con nhà cô dễ thương quá. Dạ, vậy mà nhà cốc cứ khăng khăng bảo là con nhà họ. Nhờ bác giúp để quan trên thả cha chúng ra hả? Thôi được rồi, mai tôi sẽ làm cổ mời quan ghé chơi. Lúc nào tôi ra hiệu, cô hãy cho lũ trẻ chơi đùa trước mặt quan. Chuyện còn lại để tôi lo. Cảm ơn bác Rô, trăm sự nhờ bác. Cảm ơn bác. Dạ, con mời qua dùng trà. Nè, quân sư, đã cho người đi điều tra vụ nhà Trê Cốc chưa hả? Dạ bẩm quan, con đang cho điều tra. Cái cơ lừa sẽ ông thợ nào khỏe thì ăn cơm vuông, ông thợ nào thương thì về cố mẹ. Chúng ăn chung trẻ, các trẻ đi chơi. Lũ trẻ đáng yêu này ở đâu ra vậy? Dạ bẩm quan, đây là bọn trẻ nhà Trê đấy ạ. À, đầu to dẹp, có đuôi thì đích thị nhà Trê rồi còn gì. Tên cốc lao tuyệt, dám kiện cáo lung tung. Ngày mai thăng đường xử tội hắn mới được. Nè cốc kia, ai cho ngươi vu khống cho nhà Trê hả? Dạ bẩm quan, con đâu có. Ngươi hãy nhìn lũ trẻ đi, chúng rõ ràng là họ nhà Trê chứ đâu phải là họ nhà cốc của ngươi. Con của các ngươi sao không giống các ngươi? Dạ bẩm quan, đây là lũ con nhà con. Lúc nhỏ chúng có hình dạng như thế ạ. Dạ bẩm quan, hắn nói dối đó. Đây đều là con của con mà. Nè lũ trẻ kia, ai là cha mẹ của các ngươi hả? Ôi, các con ngoan của cha. Các con ơi, ta mới là mẹ đẻ ra các con đây. Vậy là đã rõ, lũ trẻ này là của nhà Trê. Vợ chồng cốc này rõ ràng là muốn vu oan mà. Người đâu, mau đánh tên cốc này 50 hiệp và giam vào ngục cho ta. Quan cho tôi qua. Đừng đánh chồng tôi. Tôi không đòi con nữa đâu. Đừng đánh chồng tôi nữa. Bắt giam cốc chồng lại. Cốc vợ đầy đi biệt xứ, không cho xuống hồ này. Dạ. Chà, thơm quá. No, 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 no.
ai mà mình lanh trí. Giảm ăn giọng nè, cho chết nè, chết ông nè, chết ông nè. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đủ ngày tháng, bầy nòng nọc bắt đầu phát triển chi như lòi cốc. Vợ chồng Trê hoảng sợ chuyện gian trá bị bại lộ. Bây giờ phải làm sao? Tạm thời cứ để chúng ở nhà, không học hành gì nữa. À, chào thầy. Không biết thầy đến nhà tôi có chuyện gì không? Tôi đến để hỏi anh, vì sao cá Trê con không đi học? Con tôi không thích học nhà thầy nữa, tôi sẽ tìm thầy khác cho chúng. Cảm ơn thầy đã quan tâm. Chào thầy, tôi đến để đưa thư cho chị Cốc. Chị ấy nhờ tôi vì không thể xuống hồ. Tội nghiệp, các con thì bị mất, chồng thì bị giam, còn mình thì phải ở trên bờ. Nên ngày nào chị ấy cũng khóc, nhìn ếch con nhà tôi mà thương. Nếu tin ngày tính tháng thì chỉ để sao ếch con nhà tôi mấy ngày. Nếu đàn nồng nọc kia là con nhà anh chị Cốc thì chúng đã mọc chân rồi, chỉ chúng nó mới minh oan được cho cha mẹ ruột của mình. Làng đang có tiền, ai là đánh trống làm mất vui thế này hả? Bẩm quan, con là thầy đồ dạy học, muốn làm đơn tố cáo vợ chồng nhà Trê cướp con. Lại chuyện cướp con à? Chuyện đã rõ mười mươi, ngươi còn đến đây làm loạn. Ngươi muốn ăn đòn giống thằng cha Cốc đúng không? Bẩm quan, con xin quan hãy xem hết tờ đơn của con rồi hãy định tội. Thật sự có chuyện này xảy ra ư? Bẩm quan, nếu quan không tin hãy hỏi cha con nhà ếch đi à. Bẩm quan, loài ếch và dòng họ chúng con như cốc, nhái, khi sinh sẽ cho ra trứng, sau khi trứng nở sẽ cho ra lũ nòng nọc con, đầu to và có đuôi nhìn giống cá và sống ở dưới nước à. Dạ bẩm quan, con trước đây chính là nòng nọc con ạ. Thế giới này thật kỳ diệu, loài vật chúng ta thật muôn màu muôn vẻ. Chính vì vậy nhà Trê thật sự cướp con của vợ chồng Cốc. Bằng chứng là hôm nay lũ nồng nọc đủ ngày sẽ mọc chân đứt đuôi thành cốc. Đã mấy hôm nay vợ chồng Trê không cho lũ con đi học nữa là lý gì? Thần đâu, chùa đâu, mau đến nhà Trê đem lũ trẻ đến đây xem thực hư thế nào. Quả không sai mà. Nếu theo quá trình tiến hóa thì đây chính là con của nhà Cốc. Vợ chồng Trê đâu? Có phải vợ chồng ngươi đã cướp con của vợ chồng Cốc hay không? Bẩm quan, vợ chồng con. Bác ruột, xin hãy cứu vợ chồng tôi với. Bẩm quan, chính lão quân sư nhận vàng bạc mới giúp đỡ vợ chồng Trê. Dạ, xin quan xá tội con lỡ dại. Người đâu, đem rước vợ chồng Trê cùng cà rô lại cho ta, đợi ta thăng đường xử án. Thầy ơi, vậy cha mẹ chúng con là ai? Đây chính là nơi mẹ con đã sinh ra các con. Mẹ mà.
buồn lắm. Nhưng sao lúc đó mình tìm mà không thấy cha mẹ đâu? Mẹ con có kể hết với thầy rồi. Lúc đó vì lo lắng các con sinh ra không có thức ăn, nên cả cha và mẹ con đã đi tìm thức ăn. Đến khi quay về thì không thấy các con đâu nữa. Vậy lúc đó mình đã đi theo cha trê nuôi rồi. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cha mẹ ruột của chúng ta thôi. Các con suy nghĩ rất đúng. Thầy ơi, bây giờ chúng con phải đi đâu để tìm mẹ? Cốc mẹ không được xuống hồ vì quan cấm. Các con hãy lên trên mặt hồ đi tìm mẹ đi. Chúng con cảm ơn thầy. Các con đi nhớ phải cẩn thận nha. Bẩm quan, con biết tội rồi. Tại sao ngươi lại cướp con của nhà Cốc? Dạ tại vợ chồng con hiếm muộn, muốn có được đứa con để ẵm bồng nuôi nấng. Khi thấy đám trẻ hổng cha hổng mẹ nên đem về nhà nuôi. Dạ bẩm quan, con cũng như quan, nhìn thấy lũ đồng nọc đầu to lại có đuôi thì nghĩ chúng là con nhà trê thôi. Quan xem, chúng mãi vẫn chưa rụng đuôi, chưa chắc chúng là con nhà Cốc đâu ạ. Bây giờ ông hết nói được rồi nha. Chúng tôi đích thị là con nhà Cốc. Chúng tôi là Cốc, cha mẹ chúng tôi là Cốc. Hắn ta là kẻ tham lam ăn hối lộ, xử hắn đi. Dạ con lỡ dạy, xin quan tha cho con. Vợ chồng trê cướp con của người khác, phạt 50 lượng vàng và 50 roi. Còn cá rô, người dám ăn hối lộ xử oan người, bị cắt chức và đánh 50 hèo, thả tự do cho Cốc cha. Rồng dáng lên mây, có cái cây lúc đất, có ông chủ ở nhà hao. Ông chủ đi vắng rồi, muốn qua phải để lại một bé. Mẹ làm bánh rồi, mọi người lại ăn bánh thôi. Con muốn ăn, con muốn ăn, con muốn ăn, con muốn ăn, con muốn ăn nữa. Cái này của em, mà trả lại cho em đi. Từ từ thôi nào các con, đừng có giận. Con nhớ cha mẹ chê quá. Lúc không có ba mẹ, cha mẹ chê chối với tụi con rất lớn. Tôi nhớ các con quá. Dù không sinh cũng có công nuôi. Tôi nhớ tiếng cười đùa của các con. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Các con nó thành công rồi, không giống ta nữa, trông lạ lắm. Chúng con cũng nhớ cha mẹ lắm, dù không còn giống cha nhưng con vẫn nhớ cha ạ. Cảm ơn anh chị đã nuôi các bé trong lúc vợ chồng tôi không có ở đây. Chúng tôi ở gần bờ, khi nào rảnh anh chị cứ ghé chơi. Nhờ vợ chồng Cốc trọng lượng, dạy đàn Cốc con biết ơn nuôi dưỡng, mà vợ chồng trê cũng được an ủi.
phần nào. Lành, nhà nghèo nên phải ở đợi cho nhà phú ông. Tuy có gương mặt ưa nhìn, nhưng cô lại có một ruột búa rất to trên má. Nếu không có cái búa trên trán, mình cũng xinh đẹp đâu kém ai. Nhưng may là mình còn có tóc để che đi cái búa xấu xí này. Đâu như con lành, cái búa ở ngay giữa mặt. Con lành kia, mày không thấy tao đang nhìn ngắm tao với ao hay sao mà dám làm vậy? Bà nói tôi gánh nước đổ đầy lu cho chị tắm, tôi nào dám cãi. Mày có cái búa xấu xí nên khi thấy tao xinh đẹp, tao soi bóng tao thì mày ganh ghét hả? Tránh ra cho tao. Chị lụa cũng có cái búa giống tôi mà, chị chê bai tôi làm gì? À, nhưng cái búa của tao không xấu như mày. Cha mẹ ơi, con lành nó bêu rớt con xấu xí nè. Con nhỏ này, mày có tin là tối nay tao cắt cơm mày không hả? Mày còn chọc con gái tao nữa là tao cho ăn đòn. Con ghét cái búa này, cha mẹ mau tìm thầy lang giỏi chữa cho con đi. Cha mẹ đã tìm bao nhiêu thầy lang giỏi mà có chữa được đâu. Con không thích, con ghét cái búa này. Ê, cái cô này sao làm ngã bà cụ vậy? Không biết kính trên nhường dưới gì hết. Ta đã nói là tránh ra rồi mà, ai kêu mấy người dám cản đường ta? Cụ có sao không ạ? Con thay mặt chị lụa xin lỗi cụ. Người ăn kẻ ở trong nhà phú ông thật hiền lành lễ phép. Ai cho phép mày dám thay mặt tao xin lỗi bà cụ? Tao không cố ý, việc gì phải xin lỗi? Con gái gì đâu mà dữ dằn à? Hại đó, dữ quá trời dữ. Các người dám bắt nạt ta, ta về mét cha mẹ ta. Đi về ngay, tao không thèm xem múa lân nữa, mày cũng không được xem nữa. Đi. Mày ra cái lu ở ngoài giường múc nước cho tao rửa chân, nhanh lên. Nhưng giờ này đã gần nửa đêm rồi, dân làng nói ban đêm có quỷ dữ đáng sợ lắm. Kệ tụi quỷ, kệ mày. Mày nhanh lên, không tao mét cha mẹ phạt mày liền đó. Cái đồ đáng ghét, để quỷ bắt mày đi, tao càng mừng. Chắc mình hát lên sẽ đỡ sợ hơn. Lộn cầu dòng, nước sông đang chảy, có cô 17, có chị 13, nào chị em ta cùng lộn cầu dòng. Hà, hát hay quá. Quỷ nhỏ. Chị biết em sao? Chị chơi với em đi, chị hát đòn dao mà không chơi tẻ nhạt. Đừng đến gần ta, đồ quỷ đáng sợ, đứng xa ta ra. Sao con người đều sợ em vậy? Không ai muốn chơi với em hết. Em buồn lắm. Đừng khóc, chị không có ý chê em đâu. Có phải nhìn em xấu xí nên ai cũng sợ em, không chơi với em phải không chị? Đừng có khóc nhè nữa. Em không xấu xí đâu, chị mới là con bé xấu xí nè. Vậy chị chơi với em nha. Con lạnh đâu rồi? Mang nước vô đây cho tao. Mày làm gì ngoài đó mà lâu dữ vậy hả? Tao tưởng quỷ bắt mày đi rồi chứ. Tôi bị một con quỷ nhỏ hù một trận, nó ghê lắm, nó còn khóc lóc đòi tôi chơi cùng nữa. Mày gặp quỷ sao? Đừng có nói láo. Mày định trốn việc nên nói láo đúng không?
Con quỷ nó mà thấy mày, nó xé xác mày ra, chứ ở đó mà khóc. Hay do mày xấu xí hơn nó, nên nó sợ mà khóc. Mau rửa chân cho tao, để tao còn đi ngủ. Dạ. Sao chiều tối rồi mà chị Lụa còn kêu tôi đi hái nấm? Để sáng mai mình đi hái mới có nhiều nấm tươi chứ. Tao nói đi thì mày phải đi. Tao là chủ hay mày là chủ? Mày còn hỏi nữa, tao kêu cha mẹ cắt tiền lương mày đó. À, nấm kìa, mày nhanh lại hái đi. Tôi hái được nhiều nấm lắm rồi nè chị Lụa ơi. Ủa, chị Lụa ơi, chị đâu rồi? Chị Lụa đi lạc rồi sao? Làm sao đây? Có người kia, ai cho người hái nấm trong đất của ta? Ôi, nè, tôi trả nấm cho ông đó. Con người, sao lại dám vào sâu trong rừng của ta? Ngươi dẫn người trong làng vào bắt gia đình ta đúng không? Không, tôi đi hái nấm bị lạc vào đây thôi. Con người không có đáng tin, ta phải bắt ngươi lại. Heo ơi, chơi với mình đi mẹ. Mình không làm bạn bị gãy chân nữa đâu. Cái thằng quý nhỏ đây, con lại đi chọc phá cái con thú trong rừng phải không? Con coi nè, con thú nào nhìn thấy con cũng sợ hãi bỏ chạy hết trơn đâu rồi. Con muốn có bạn chơi thôi mẹ, con muốn chơi. Ngươi đừng hòng bỏ trốn. Ông ơi, xin ông tha cho tôi về nhà đi, đừng có ăn thịt tôi. Tôi chỉ đi hái nấm rồi bị lạc, tôi không định đập gì nhà của ông hết á. À, là chị gái hay bị bắt nạt ở nhà phú ông đây mẹ, cha cho chị ấy làm bạn với con đi cha. Sao ông lại mang nó về đây? Ông định dở thói ăn thịt người hay sao? Tôi không muốn làm hại nhà quỷ đâu, xin hãy thả tôi ra đi. Nhưng con người hay nói dối lắm, người định lừa lũ quỷ chúng ta phải không? Người đi thám thính để con người vào bắt chúng ta đúng không? Không phải, tôi không muốn làm hại ai hết. Vậy ngươi cứ ở đây, mai rồi tính tiếp. Nếu ngày mai có dân làng tới làm hại nhà ta thì ngươi chết chắc. Còn bây giờ, tới giờ ta ru con ta ngủ rồi. Thằng quỷ nhỏ này định lén đi chơi để mẹ chửi cha đúng không hả? Con ngủ đi, nằm im để mẹ hát ru con ngủ. Ngủ đi quỷ nhỏ của mẹ, quỷ nhỏ của mẹ, ngủ ngoan đi. À, con không ngủ đâu, mẹ đừng hát nữa. Bài hát vậy sao nó ngủ được? Phải hát vậy mà. Ngủ đi à, quỷ nhỏ. Ngủ đi à, quỷ nhỏ. Thì ra tiếng hú hét đáng sợ trong rừng vào buổi tối là do nhà quỷ ru con ngủ. Cứ như vậy dân làng sẽ càng sợ quỷ mất thôi. Ta có vào làng nghe lén con người hát ru, để ta hát thử coi. Con ơi, cò bay là lá, bay bay là bay từ là từ cửa mũ quay ra ra cánh đồng. Tình tình tan là tan tình tình cô mình rằng ơi hơi chàng ơi, rằng có nhớ là nhớ hay không, rằng có biết là biết hay không. Con người này hát hay quá, quỷ nhỏ ngủ rồi. Người à, hãy dạy cho ta hát hay như người đây. Tôi đói quá, chẳng có sức đâu mà hát nữa. Chỉ cần ăn quả thôi. Ăn nhanh đi, còn dạy vợ ta hát nữa. Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi. Bông lê cho bằng bông lựu, ơi bạn ơi.
là a i a đồ nàng, bông rồi lại mây bông, là a i a đồ nàng, bông rồi lại mây bông. Rồng trắng lên mây, có cái cây lúc lắc, có nhà thì chim, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Trời đã trưa rồi, tôi phải về nhà thôi. Sáng sớm không có người nấu cơm, phú ông phú bà sẽ đuổi việc tôi mất. Chị ở lại với em đi. Chị hát hay lại biết nhiều trò chơi nữa. Người đã hứa sẽ dạy ta hát đu, sao giờ lại đòi về? Đến giờ không thấy con người vào rừng tìm bắt chúng ta. Người này không nói dối đâu, thả về đi. Ban ngày tôi phải làm việc cho nhà phú ông rồi, ban tối khi mọi người ngủ hết, tôi vào rừng dạy hát cho bà nha. Ta có thể tin lời hứa của con người không? Ta ghét nhất những kẻ nói mà không giữ lời. Tôi hứa. Vậy thì ta sẽ giữ cái này của ngươi làm tin. Ngươi nhớ quay lại mà lấy đó. Sáng rồi, ngươi mau về đi. Tối vợ ta sẽ ra về rừng đón vô ha. Mày có phải là con lành không? Mày còn sống sao? Tao tưởng mày là mồi cho quỷ dữ rồi chứ. Cái búa của mày đâu rồi? Cái búa xấu xí mất rồi, lại còn xinh đẹp ra nữa. Mày nói nhanh, tại sao mà mày mất cái búa vậy? Là nhờ lũ quỷ lấy đi giùm tôi đó. Chúng không làm hại gì tôi hết. Tôi đã hứa quay lại dạy chúng hát, nên chúng giữ lại cái búa để làm tin. Hả? Tối nay mày ở nhà, để tao đi gặp lũ quỷ. Tao sẽ cho lũ quỷ thật nhiều vàng, để nó lấy cái búa xấu xí của tao đi. Ông ơi, quỷ dữ, quỷ dữ. Tôi chứ quỷ đâu mà quỷ. Quỷ. Ta chờ đón người đến dạy hát, sao người lại bỏ chạy? Tại người làm ta bất ngờ quá mà. Tay của người ghê quá à. Nhớ cắt móng tay đi nha. Cắt hết thì ta đâu còn là quỷ nữa. Người đưa thêm bạn đến chơi với nhà ta sao? Cũng được đó. Có nhiều bạn chắc thằng quỷ nhỏ vui lắm. Sao lại trói chúng ta? Các người định ăn thịt chúng tôi sao? Trời ơi, cái hang này hôi hám quá đi à. Người nói gì vậy hả? À, ta có nói gì đâu, sao có người lại trói cha mẹ ta lại? Cứ trói lại cho chắc ăn, lỡ đâu cha mẹ ngươi lén chạy đi báo con người đến bắt chúng ta thì sao? Từ xưa đến nay, ngươi và quỷ là kẻ thù của nhau mà. Chỉ riêng ngươi là bạn của nhà ta, cứ vui vẻ hát hò nha. Thằng quỷ nhỏ lại trốn đâu rồi? Ông tìm nó về đây nhanh lên. Quỷ dậy ta hát đi. Lát quỷ nhỏ về, ta sẽ hát ru nó ngủ. Con cò, mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lông cổ xuống. Người hát gì vậy? Ta nghe không rõ. Hát to lên. À, do trời lạnh đó mà. Để tôi hát bài khác nha. Còn kiên mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Còn kiên mà leo cành đào, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Chị ơi, chờ với em đi. Tránh ra, cái đồ đớm ghét này. Đây không phải chị hát hay, đây là con gái phú ông. Cả nhà họ hay bắt nạt chị hát hay đó. Tôi cũng hát hay mà, tôi sẽ dạy hát cho bà mà. Các người dám lừa ta?
Dám bắt nạt của cái hát hay hả? Dám đuổi hát hay hả? Tha chúng tôi đi. Trả lại cái mưu lòng tin của con người nè. Đừng bao giờ đến tìm lại quỷ chúng ta nữa. Không, ta không lấy đâu. Nó không phải của ta. Ta không lấy đâu. Ta không giữ đồ của con người nào. Ta không lấy đâu. Ta ngó rồi. Tôi xin bà, tôi cho bà vàng nè. Bà lấy giùm tôi cái búa trên trán đi. Làm ơn. Ngươi thật xấu tính, dám lừa ta đi lấy cái búa sao? Ta không cần đồ của con người, trả lại hết cho con người. Ta không muốn cái búa xấu xí này đâu. Cô là ai? Cô không phải là con gái của ta. Con lụa, nó đâu có cái mú trên má như cô. Con là lụa đây mà. Trên trán còn có cái mú xấu xí đây nè. Giờ con phải làm sao đây? Vì mày mà con gái tao có thêm cái mú xấu xí. Con đã nói là quỷ rất coi trọng lời hứa. Nó ghét ai lừa nó lắm. Ông bà và chị lụa không nghe lời con, giờ lại trách con. Đừng nói nhiều lời, mau cút khỏi nhà tao. Từ đó, lụa mặc cảm mình xấu xí, cứ trốn trong nhà, không dám ra ngoài gặp mọi người nữa. Các ngươi không lấy lại cái búa trên má của chị lụa sao? Đáng đời con nhỏ xấu tính đó. Dám lừa lời quỷ chúng ta, nên phải bị trừng phạt. Nhưng tôi bị đuổi khỏi nhà Phú Ông rồi, giờ mất công việc, tôi biết phải sống sao đây. Nó đưa cho ta thứ này, chắc ngươi sẽ cần đó. Nào, bây giờ hãy giữ lời hứa, dạy ta hát đi. Ta không muốn loài người sợ tiếng hát của ta nữa. Chị cũng chơi với em nữa nha. Chị sẽ chơi với em, chị đã hứa rồi mà. Lành đã giữ đúng lời hứa, dạy hát cho cả nhà quỷ và cùng chơi thật vui với quỷ nhỏ. Nhờ số vàng quỷ cho mà Lành có cuộc sống sung túc hơn, không phải đi ở đợ cho người ta nữa. Lành sống vui vẻ, vẫn luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người.